Xin chào các bạn, trả lời kênh của mình. Thì hôm nay là buổi sáng nên mình đi mua bánh mì về mình ăn sáng các bạn. Thì bây giờ mình quay ống kính lại để mình vô quán mình mua. Thôi. Có chút đỉnh nè, đủ đủ sống bữa nay à. Trời quá trời, một người mua bánh mì luôn các bạn. Người ngõ ăn sáng nè. Con uống cái gì con lựa đi. Đâu? Con lấy cái chai đó con lựa đi. Rẻ nha, mắc quá, chai xỉu luôn à. Đâu? Này phải không? Dạ đúng rồi, rồi cảm ơn. Ủa à? Trời ơi, hết tiền luôn rồi. Rồi về 50 ngàn. Đó, giờ mình về mình mua đồ về ăn sáng các bạn. Bánh mì có gì đâu mà nhìn. Ba với mẹ mình đang nấu cơm các bạn ơi. Bánh mì nè ba. Mẹ. Bánh mì. Bánh mì thịt. Mẹ làm cái gì vậy? Căng nước cốt rồi lăn nó không nước. Rồi. Sôi. Rồi, ở kênh chua cá bông lau. Có cá không? Có. Đâu? Dĩa này ăn mã. Đây nếp mẹ mình ngâm lát nấu cơm nếp. Trời ơi cá bông lau nè. Thôi mình ăn bánh mì trước các bạn. Rồi ăn mì thôi. Mẹ ăn sáng chưa? Vậy bánh mì này ăn đi. Ấy rồi. Bánh mì à. Rồi mà các bạn bánh mì nha. Rồi bánh mì nhân dữ luôn nè. Chả. Chả dăm bông đồ. Chả cá rồi thịt heo tứ tung nè. Tôi phụ lận kẹo vậy thôi. Mua ba lo. Mời các bạn, các bạn ơi. Ăn sáng đi các bạn ơi. Mẹ mình ăn nửa ổ, ba mình ăn nửa ổ. Tại vì ba mẹ mình ăn nãy rồi. Nãy ăn món bánh mì chấm sữa rồi. Giờ ăn bánh mì thịt. Trời ơi quá ngon luôn. Nó ăn ổ bánh mì rồi một hộp súp. Rồi một chai sữa. Rồi cái gì nữa, sáng giờ nó được 100 ngàn đó. Ngon quá. Này có ba tê lâm la các bạn, chả nè, dưa leo, cải chua, chả xăm bông. Nói chung cái lỗ mì này là lỗ mì lớn các bạn nên nó làm ăn rất là ngon, nổi tiếng. Nó làm gì lâm la nè. Lạc xưởng thì chả lụa, chả chiên, chả giò, dăm bông, nem nướng, nem chua. Giao hàng tận nơi luôn, nếu mà khách hàng. Cái này không phải mình quảng cáo nên mà tại mình đọc cho bạn ha. Nghe. Nói chung bánh mì này hầu như nhà nhà ai cũng ăn sáng bằng bánh mì các bạn. Có khi tôi ăn trưa, ăn chiều, ăn tối nữa. Rồi tại vì bây giờ nó len lỏi vô mọi cái cuộc đám tiệc hết các bạn. Đám tiệc, đám cưới, đám giỗ, thọ nôn, sinh nhật, đám gì cũng có bánh mì hết. Tại vì nó rất là dễ ăn. Thì
ví dụ như cà ri thì cũng ăn với chấm bánh mì rồi lagu rồi bò kho rồi sầu lăn các loại luôn. Bánh mì rất là ngon. Các bạn sáng sáng chịu khó đi sớm á, ngọn nóng thơm giòn. Thanh long, bánh mì thanh long, bánh mì nó nhột nhồi bột mì với thanh long nó trộn vô nó làm. Rồi bánh mì thanh long, rồi bánh mì xanh là bánh mì lá dứa là lá. Quá cay hả? Mẹ mình sặc à? Mẹ mình bị dính dính vô miếng ớt rồi. Tôi bước miếng nước vô. Cô đi Nam đi về. Rồi tao lại vô á. Thì điện hết đi, ai về được về. Không điện trách à. Cặp cái nhà dưới rồi bên cái chuồng ngay bụi chuối đó. Cái máy nằm trong rồi, máy gì nữa? Tại cái máy che là nó có nó che nắng cho mưa rồi. Rồi chắc lại những cái gì là trước cái chuột là giờ hết cáo không? Đóng mấy cọc đổ với miếng thì mình cứng luôn. Giờ hai nhóm cái đó còn một dịch thì mình hết một trăm chỗ rồi hết rồi. Bài cái để dài chấm dính rồi con đầu tập buộc dịch thì mình hết trăm chỗ còn hai nhóm thì giờ vô đó để cho nó cỡ tháo vỡ cho nó ra quét dọn dịch nước cho sạch sẽ rồi giờ chuyển cho nó rồi bán cho nó cột lút xuống. Hết rồi nè, cầm này đi không? Tôi đi vô ngân phố quốc gia tôi cấp tiền cơ. Ngân phố không có đồng bạc mà tôi cũng phải quá cọ tưởng ngân phố là. Sáng hỏi ngân phố hỏi cha có đem theo có thẻ chứ ATM không? Gì? Rút tiền ra hỏi làm gì? Mua đồ ăn. Cái ghê chứ. Nhỏ mà nó biết tới cái thẻ luôn ghê. Bởi vì nó giờ tao rất sợ. Tôi còn sợ nó là nó thông minh hơn một phương đó. Nhưng mà không biết không chịu làm sao. Thì hôm nay mình chia sẻ về cái vấn đề mà bánh mì dồn thịt các bạn. Thì bánh mì dồn thịt ở địa phương của mình á, thì nơi chỗ nhà chỗ nào cũng có bán. Mỗi ngóc ngách đầu hẻm là có bán hết các bạn. Thì ở đây người ta bán bánh mì là để cho những người, nói chung mọi người luôn các bạn. Ai cũng có thể, người giàu, người nghèo, người làm mướn, người làm thuê, người ăn xin, người giàu có. Thì tầng lớp nào người ta cũng ăn bánh mì được hết. Tại vì một ổ bánh mì trị giá khoảng 10 ngàn, 12 ngàn, 15 ngàn.
để tùy theo người ta yêu cầu. Thì thường tôi ăn bánh mì 10 ngàn mà. Thường thường tôi mua nó kêu bên lần một ổ mì trứng với cá rồi xong. Còn chả thì bữa nay mới ăn. Thì chả nó ăn ngon kiểu chả, còn mà cá ăn cá thì ăn ngon kiểu cá thì mỗi cái phong cách thì nó cũng khác nhau. Bây giờ nó biến tấu đủ thứ các bạn. Bây giờ tôi còn thấy bánh mì mà Thổ Nhĩ Kỳ thịt nguội nữa các bạn. Người ta có cái cây xiên lên, người ta có cục thịt lớn nè. Có cái máy quay chạy chạy xong khói, bánh mì xong khói Thổ Nhĩ Kỳ. Đó thì có cái cây cái người ta thẻo cái máy thẻo cái gì đâu kẹp thịt. Ăn thì nói chung cũng đó cũng mười mấy ngàn, 20 ngàn ổ à. Tại cái dòng loại công nghệ mới nó hơi mắc một chút. Với giờ có loại bánh mì hamburger nữa các bạn. Hamburger con mình nó ăn quả gì nó cũng hơi đắt tiền hơn cái ổ bánh mì dài dài như mình thường. Thì tại nó cũng là công nghệ thôi chứ nó thành phần thịt cũng thịt heo không chứ gì. Thịt heo với rau cải cà chua thì giống không chứ. Tại nó modern thôi chứ. Thì mỗi người có mỗi sở thích ăn khác nhau. Với các bạn ở khu vực ở nước này hoặc nước kia thì thích ăn kiểu này kiểu kia thôi chứ. Bánh mì thì thông dụng ở Việt Nam tôi rất là thông dụng các bạn. Thì nơi nơi nhà nhà ai cũng ăn bánh mì. Sáng ăn sáng bánh mì ốp la hoặc là cá mồi dặn như xào xào với xé là chấm chấm. Còn mấy trưa ăn cơm trưa thì cũng có loại mình nấu món này món kia mình cũng kẹp vô mình ăn trưa hoặc chiều cũng vậy. Có khi tối đó bụng chạy ra đầu hẻm mua ổ bánh mì vô ăn thì cũng rất là đa dạng các bạn. Rồi có những cái ca làm phia cũng chạy ra đói quá chạy ra mua đồ hẻm cũng mua. Thì chung là bánh mì là một cái loại thực phẩm rất là nhanh lẹ gọn nhẹ các bạn, và rất là đạm. Thì nói chung là cái độ đạm rất là cao tại vì nó nhồn thịt cho nhiều lắm. Thì nói chung là rau thì cũng cà chua với salad thì cũng có kèm dưa leo rồi đó. Thì các bạn muốn nhồn theo kiểu rau nhiều hay thịt nhiều thì tùy theo các bạn. Nói chung là bánh mì rất là ngon các bạn. Thì ở nhà tôi cũng hay làm những cái món đơn giản cũng mua bánh mì ăn hoài. Và đám tiệc cái loại đám thì đều có mặt bánh mì ở hiện hữu lên bàn ăn ở khắp nơi. Ngôi nhà các bạn tôi hầu như từ nhà hàng lớn và nhà hàng nhỏ và tới những cái quán ăn thông thường đều có bánh mì các bạn. Riết mà cháo lòng còn có bánh mì mà. Thì có đầy đủ hết các bạn. Thì cái clip này nói chung ngắn và dài không dài mà mình hôm nay mình vấn đề hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là bánh mì rất là tiện dụng cho đời sống người dân các bạn. Thì vấn đề hôm nay là mình nói như vậy. Còn bây giờ mình cũng xin dừng video tại đây. Nếu các bạn thích tôi làm những video như thế này thì các bạn đăng ký và chia sẻ giùm mình để mình có thêm động lực mình làm những video mới các bạn. Xin chia tay và hẹn gặp lại các bạn.